Ở tại Ukraine, tin tức tiếp tục cập nhật và tin tức mới nhất ghi nhận được là bên phía Ukraine vừa nói là Nga, quân đội Nga và lực lượng không quân của Nga đã bắn ít nhất là 3 hỏa tiễn loại hypersonic. Hypersonic vượt bức tường âm thanh rất nhanh, rất cao và chính xác. Hiện nay, thành phố cảng Odessa nằm cũng gần Mariupol ở phía nam, sát với bên Crimea, vào tối ngày hôm qua đã bị trúng 3 hỏa tiễn. Và bên phía giới chức quân sự của Ukraine cho biết đây là một phần trong số những cái vụ tấn công pháo kích trong thời gian qua, và nhắm vào cái target, là cái điểm nhắm đó, là thường dân, bao gồm khách sạn và shopping mall. Và cái chuyện mà quân Nga bắn, nghĩa là đầy hết tất cả các nơi, không quan tâm đến thường dân, đã bị thế giới lên án. Mặc dầu Nga cứ liên tục nói là họ không nhắm vào thường dân, nhưng mà cái chết của những hàng chục trẻ em, người lớn, rồi những người tị nạn mà không kịp chạy ra khỏi các thành phố từ Mariupol cho đến vùng phía đông, hoặc là thậm chí cả Kharkiv nữa. Đây là lần đầu tiên theo bản tin nói rằng là không phải là Nga đã sử dụng loại hỏa tiễn hypersonic mang tên là Kinzhal mà trước đó cũng đã từng thực hiện rồi. Điều này để cho thấy rằng bên phía Putin đang muốn đẩy nhanh tiến trình để sớm kết thúc cái việc tiến chiếm Mariupol. Mà công nhận hay thưa quý vị, bên phía lực lượng vũ trang họ chỉ còn chưa tới 1.000 quân ở Mariupol. Và những người này tuyên bố họ sẽ cảm tử, tha chết, nhất định không đầu hàng. Mà Mariupol đánh coi như là hết 90%, tàn phá hết tất cả rồi. Vậy mà vẫn chưa chiếm được cái nhà máy sản xuất thép của Mariupol, giống như một cái thành phố lớn vậy. Và trong số này vẫn còn cả bao nhiêu trăm người dân thường đó, họ chưa di tản kịp. Và họ nhất định là ở lại với lực lượng vũ trang Ukraine. Nga thì tưởng đó là có thể chiếm được Mariupol để tuyên bố ít nhất là một phần chiến thắng trong cái bài diễn văn của ông Putin đọc hôm thứ Hai, nhân ngày kết thúc Thế chiến thứ Hai và chiến thắng Đức Quốc xã. Nhưng mà trong thông điệp này đó, chúng ta không hề nghe thấy có bất cứ gì về một cái lời ca tụng chiến thắng cả.